Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt cả nhà đây là chiếc Quay Alpha nha anh em. Quay Alpha lốc đen. Lốc đen để Quang xem đời máy đây. Đời này đời 22 luôn nha mọi người. Tình trạng xe là áo tem zin theo xe. Máy zin im, đầu lòng chưa gớt nha anh em. Chắc xe đẹp, zin liền lạc nha mọi người. Biển số 84H1 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Sắm con 5 này anh em. Máy im zin chắc hơi. Để Quang lên về ga cho em nghe nha. Máy đang nổ luôn. Lốc zin anh em, đập lốc zin Chương Sơn nha. Thôi rất là nhẹ nha anh em. Xe đi tầm nhẹ, chắc hơi. Cái dòng này cực kỳ cháu bò mọi người. Anh em mua gia đình đi làm điều được cho anh em. Gấp này. Gấp gin, lóc gin. Bô theo xe. Làm được một combo gin cho anh em. Cầm dây. Áo đẹp nha. Áo tem này ghi lên xe lắm mọi người. Áo thì xe cả bộ nha mọi người. Áo mới lọc keo. Máy thì thầm luôn nè. Đầu lòng vang vang bao bít cho anh em nha. Đầu lòng sạch sẽ khô ráo cho anh em. Nắp chao đẹp luôn nè. Nắp chao. Chắc này quay hơi chiều, ánh sáng hơi vàng luôn nè, hơi ngã vàng. Bạn xe bạn gấp ghi cho anh em, đẹp nha, buộc cũng vậy. Em xuống đây xíu nha nè. Bên trong bình xăng nha anh em. Bình xăng zin đẹp nè, sơn đẹp nha anh em. Sơn nè. Để 99. Cản còn luôn nha anh em. Để Quang quay sườn cho anh em. Đây sườn này. Không có bột nha mọi người. Cầu gấp cũng không có bột mọt gì nha. Ổ khóa là thay nha anh em. Thành phải khóa ba chia. Xe đi đầm nhẹ, chắc hơi. Có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn nha. Anh em có nhu cầu mua trả góp thì alo cho Quang. Đẹp sao Gucci như này. Đầu lòng đẹp nha mọi người.
Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo anh em. Bye bye.